Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Quà Cần Giờ Vlog nha. Hôm nay thì anh em mình không có đi bắt cua, mình đi theo một để câu dân xem như thế nào cả nhà. Cũng khá là lâu rồi mới đi, giờ lát hồi trong quá trình mà kéo câu á có dính cá hay gì đó mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem. Giờ mời cả nhà đồng hành cùng anh em mình để kéo câu nha. Mình câu này nhiêu lưỡi một? 200 mấy. 240 lưỡi á. Kéo nãy giờ cũng được mấy lưỡi rồi cả nhà mà chưa thấy gì hết nha, không biết sao đây. Sao không, nhà đường dài, nhà phút cuối rồi. Câu này là hên xui. Này cá giật mình biết chứ gì, đẹp biết. Cá giật là sao rồi? Có đó, có cá, có cá. Ơi cốc, ồ cốc, to kìa. Đó. Gỡ tay luôn. Trong mé nào sao mà chỗ cứ vô đây chứ. Nãy giờ mới thấy được con cá là... con cá đầu tiên. Bỏ đi, có chuyện cẳng nha. Cốc nó dính nó hay gì? Thẻo luôn. Kì vậy? Nó xây ra. Ừ. Rồi nguyên đường câu làm từng 2-3 kg cũng được. Dài lắm, chưa có tới đâu đâu. Nôn nao gì vậy? Ừ. Đâu có cần nôn gì đâu. Câu dài mà. Hên hút dắt chót. Có sửa đáy trên cảnh luôn hả? Ờ, sửa đáy cảnh. Chịu khúc nào có cá rồi dính đi chia. Nãy giờ được 50 lưỡi rồi cả nhà. Được con cá út rồi. Con cá đù à? Con cá đù. Bữa nay theo cái giờ để hớt cá mà chưa có dịp để hớt nha. Để từ từ. Còn dài lắm. Để coi sao mới được. Chắc cua nó dính là dính liền miền. Như bắt cua với từ đi một đoạn ngọt cũng có. Cái chừng có là có liên miên. Cái bành này cũng cuối thôi. Cuối là 4-5 con cá ngát. Còn ký rưỡi 2 ký, ký rưỡi 2 ký. Tao đang lúc tay luôn á. Thế nó kéo quằn tay luôn. Kéo câu này dính cá cũng dễ biết ha. Ừ, giật. Giật. Kéo nãy giờ luôn nè cả nhà, gần hơn nửa đường rồi. Nghe cá giật đi. Có cá giật không? Có gần tới luôn. À, có lý á. Thôi có cá nè. Mép 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 rồi sao vậy? Cá ngát. Gì vậy cũng được rồi. Gì đó có cá chúng ta được chứ. Tới rồi. Sắp tới rồi đó. Ngon lành nha cả nhà ơi. Cắn lưỡi luôn. Nhầm tới xong. Cá giật nhẹ quá. Giật nhẹ. Ôi, con nó gì giật giật đó vậy? Không biết cá là cục đá gì vậy. Nó giật giật đấy.
đá mà. Đẹp đá. Nước khúc khúc từ đây nó chảy mạnh quá, nó đưa đùa lừa câu lên đó. Đùng rồi. Có cá dính thì khó biết. Quay vỏ mòng mòng. Dính trái mắm mà nếu mà nãy giờ dính cá là nhiều lắm, lúc vỏ rồi. Bây giờ luôn mới được nửa đường, gần nửa đường chưa? Gần nửa đường rồi. Gần nửa đường mới được con cá ngát. Kéo đi từ từ, cái gì cũng từ từ á. Từ có cá dính chứ gì. Từ từ cháu nó cũng như buồn câu còn dài lắm. Cục đá nữa rồi đó. Ê, có cá giật nè. Đó. Ừ. Cái lên luôn nè. Ô, cá nhỏ ở ngoài kia con nó gì á. Ngoài kia con nó gì á. Ở đây con nữa nè. Đó, đó, đó. Hai con vô cả nhà, vô bắt đầu vô dèo rồi đó. Cắn thẻo luôn hả? Ừ. Gửi gì tấm sao? Đó đó. Đó đó, sao sao kìa kìa. Ở chừng có bự. Đó. Nhỏ nữa. Bày hay gì một ơi. Cái bày hay gì á. Đây nữa nè cho ơi. Rồi cá. Cá bày. Cá bày. Cá bày. Bày vô rồi vô. Liên tiếp luôn. Vô có bày cả nhà. Vô nghe có bày. Cả nhà. Tới rồi vô cổ có bày vậy nè. Về ly, về cu ly. Rồi có nữa không? Bày này bao cũng con vậy. Vậy cũng có rồi đó. Tưởng đâu cho quốc rồi. Không hên nữa làm sao. Còn dài rồi. Làm chừng dài ba chặng vậy ha. Ừ. Ừ, dài ba chặng vậy là mấy ký cá à? Ừ. Để không lỗ mồi sao? Lỗ mồi lỗ công. Cái nóc quốc hết đứa hết lưỡi rồi. Cái nóc căng đứa hết lưỡi kìa. Có cá giật nè sao? Có không? Có. 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 Súc giật cá bự mà nghe nó giật yếu á, yếu không? Là nước á. Rồi. Rồi. Ôi trời ơi, ơi. Quá đã, quá đã nha. Ủa cá quá bự luôn các bạn. Từ 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 từ. Ấy đi, ấy. Làm như nó dính cá nó hay gì ha, cục đá nó gì vậy? Ấy đi, ấy. Ê cá nữa. Cá nữa sao rồi? Vô kèo cả nhà. Có còn nữa sao rồi? Cá bự gì vậy chứ? Khoan để em đậu cái da cái sao đứng xin ra đi từ đây thôi. Giật này nó hay bị dính gai vậy nè. Ừ. Mốt làm giật lưỡi lỗ bự đi à. Nó hay bị dính mẹ gai. Cái đi gỡ nó cái cắt gỡ ra bị dính gai. Rồi. Dạ. Nữa sao rồi? Vô kèo, vô kèo. Căng cái vợt nha. Vợt ra. Ôi, ôi, cá bự nữa sao? Im. Thử. Cái vợt, xúc,
Từ từ thôi, dính gì vậy? Cặp cá này cỡ nhau luôn á. Ồ, này cặp hay gì nè. Lạng rồi. Ôi, cặp cá cho bá luôn. Xích da sáu ơi. Ôi, cặp cá cho bá luôn. Quá đã nha cả nhà. Ui, sướng sướng sướng, ngon lành, ngon lành, ngon lành cành đào. Chế ra đi. Chế ra luôn đi về chế tiếp. Cắn anh nha. Ừ. Mình làm cái dạng này dở, phải lộ bự chút xíu nữa ha. Lộ bự rồi. Lộ bự tí nữa rồi. Coi coi có không. Coi có giật nữa không. Kéo con này mà con kia giật là sẽ đã. Đây ngon lành nha cả nhà. Ồ, quá sướng luôn. Giật nữa không? Đúng rồi, đá gì? Đá khác rồi. Lúc đầu mờ nhạt, lúc sau là nó nổi loạn luôn cả nhà. Dính cá liên tiếp, ngon lành nha. Giờ còn một đoạn nữa. Kéo con này mà con kia giật là thấy mê. Im quá. Thôi vậy cũng ok rồi. Nhầm bữa đi không có con nào sao? Nhầm bữa mình không có đi theo một. Một cũng đi kéo nhưng mà nhầm bữa không có cả nha. Cá này nó thất thường theo con nước nó ăn hay sao, nhưng khi câu mình câu không có mà người khác câu lại có, nhầm người đã xác chứ không phải ai làm cũng được. Nước này im là ráng ăn ngon ha. Ta câu nước chảy thường ta phải câu nước dông chứ, dông nó chảy à. Ừ. Tại vì nước dông mà chảy quá ta sợ trà nó cuốn câu người ta chứ. Ừ. Chứ ta phải câu nước dông thôi. Giật nó đi. Bây giờ im dữ lắm rồi đó. Ghe này làm gì chạy xuống quá trời một. Ghe thả là thả cơ 12 cái lục á. Về cái dòng về nè. Chắc chạy quá. Ủa sao kỳ vậy? Nước dòng ở đâu thả được đâu. Ok. Thả 12 cái lục thả sâu này là chỉ thả cá mà. Liên tiếp liên xì cốc luôn. Từ đây mới giật liên xì cốc tới phao thì chắc trời ơi. Mê luôn á. Làm cá chừng 2 kg. Coi nó hấp dẫn. Kéo nó sàn ha. Ừ. Đây cả nhà ơi, kéo gần tới cái phao rồi cả nhà. Đó. Đó, kéo gần tới cái phao rồi cả nhà. Giờ anh em mình kéo tới cái phao đó xong cuốn câu về. Về nhà mình bẻ gai á, bẻ gai cá xong mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Hôm nay được như đây cũng ok tí xíu. Rồi cả nhà, hai anh em mình về tới bè rồi. Đây, cái bè này để lên xuống nha cả nhà. Đây,
được con cá. Cá cầm không hết luôn á. Cá bự nè. Giờ nhờ vách cuối cả nhà ơi. Cái vách đầu thì hai anh em kéo thì không thấy gì hết á. Lấy vỏ xuống con. Rồi giờ mình bỏ vỏ vô, nãy giờ trong lúc mình chạy về á, một bẻ gai hết rồi cả nhà. Cũng được 2-3 ký không? Dòng nó cũng 2-3 ký á. Hơn á. 3 ký mấy á. Ừ. Có điều là cá nó chưa được điều. À, cá nhỏ đi sao? Cá nhỏ bẻ gai chưa vậy? Rồi, dạ. Cá nhỏ chưa được. Rồi lát thả sao? Ừ, con này cũng mặn kia chứ không? Con này bự hơn. Có con nó bự á. Con này bẻ gai chưa một. Dạ ba. Bỏ cá út vô kìa. Gỡ lưỡi ra làm bẻ gai rồi. Ừ. Để lấy cái căn ra chứ. Cũng được, bổ cái căn ra chứ. Ok chứ. Giỡn hoài lâu lâu mình đi theo mình tưởng sợ lóc quá cả nhà. Đây là thằng bả nè cả nhà ơi, bả của hai anh em kéo câu ngày hôm nay cả nhà. Căng thử là sao? Nên căng thử ra được nhiều, được 2 ký mấy á. Rồi ký hai còn 2 ký 7. Rồi được 2 ký 7 cá cả nhà. Rồi clip của mình cũng tạm dừng ở đây, cả nhà xem thấy vui mới anh em mình cả nhà cho xin được like, được đăng ký để anh em có động lực cho nhiều video hơn nữa cho cả nhà xem nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Thả cá này đi nha một. Ủa.